Ui, mới mà 200 mấy 300 bạn vô rồi hả? Ở trên TikTok à? Ui, trên TikTok 800 bạn vô rồi hả? Hello cả nhà, how are you today? Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi livestream ha. Hôm nay chúng ta sẽ học học số đếm từ 1 tới 1 tỷ bằng tiếng Anh và chúng ta sẽ học qua nhạc. Và xíu nữa cô Tiên sẽ có cái phần quay số trúng thưởng cho mọi người ha. Ok, để cô Tiên bật lên chào cả nhà cái nào. Ui, nhiều bạn vào quá. Ok. Hôm nay để cái tivi lên luôn để chiếu slide cho mọi người. Hello, soi đen. Hello, cô bé muốn có chồng. Hello, vợ bé của Molu. Cô tin vào xem comment của mọi người. Chào mọi người, đầu buổi cái nha. Let's see. Ba nền tảng lận nên là phải vô chào mọi người. Không biết ở trên trên tuổi bò like ok không? Tắt tiếng. Hello Ngọc Dung, chúc cô buổi tối vui vẻ nha. Chúc cô buổi tối vui vẻ, nói tiếng Anh sao ta? Have a lovely evening. Hoặc là have a lovely night. Have a good night là chúc ngủ ngon rồi. Bây giờ mình chưa đi ngủ thì mình nói evening thôi ha. Bây giờ mới tối tối rồi, chưa có tối khuya lắm thì mình dùng evening cũng được ha cả nhà. How are you today? Rồi, hôm trước là mình có học cái gì rồi ta? Hôm bữa trước là mình đã học về nói về sinh nhật, đúng rồi, nói về ngày sinh nhật đúng không? Hôm bữa chúng ta đã học là bạn đến từ đâu, xong rồi hỏi sinh nhật của bạn vào ngày mấy. À hôm bữa là chúng ta học ngày tháng rồi. Vậy thì hôm nay cả nhà có biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy mình trả lời bằng tiếng Anh được không? What day is today hả nhà? Vậy là thứ mấy? Hôm nay là chủ nhật thì mình trả lời sao? What day is today? Hôm nay là thứ mấy nói sao cả nhà? Today is Sunday. Today is Sunday. Rồi, hôm nay là ngày mấy? Ngày mấy tháng mấy cả nhà? Ngày 14 tháng 1 mình nói sao ạ? Ngày 14 tháng 1 nói sao? Is gì? Tháng trước rồi tới ngày sau ha. Tháng là gì? Tháng 1 là gì? Tháng 1 là gì? Tháng 1 là January. January. Đúng không? Rồi, ngày 14 là gì ta? Ngày 14 là 14th, right? 14th of January. Rồi, hoặc là mình có thể nói January 14th, ok? Today is January 14th. Hôm nay là ngày 14 tháng 1 cả nhà ha. Hiện tại là bây giờ là 9 giờ 19 phút rồi. Hello Happy. Hello anh David, hello Lộc Phước, Moon. Nhiều bạn ở trên cả IT. Hôm nay cô Tiên sẽ nói cái tên của các nền tảng và các viết tắt thôi ha. Rồi, cô Tiên đang live ở trên IT nè. Đang live ở trên Phở Bờ nè và đang live ở trên tờ top top mở hành ha. Mình live stream ở trên ba nền tảng luôn. Hiện tại ở trên Phở Bờ là đâu rồi, trên Phở Bờ hiện tại là 600 bạn, trên top top hồi nãy là 1.000. IT các bạn đang vô nè. Ok, hôm nay chúng ta sẽ có cái chương trình học lại số đếm. Bởi vì số đếm thật sự thì cô Tiên biết là mọi người cũng biết những cái số đếm đơn giản như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đúng không? Nhưng mà đôi khi mình phát âm có thể là chưa quá chuẩn. Hoặc là tới tầm 100, 200, 1.000, 2.000, 1 triệu, 2 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ mọi người còn chưa biết nói. Thì hôm nay cô Tiên sẽ hướng dẫn cho cả nhà và chúng ta xíu nữa sẽ học qua bài hát. Và xíu nữa thì cô Tiên sẽ có cái phần quay số trúng thưởng. Để có thể tặng voucher cho cả nhà ha. Bởi vì tuần sau á, là chúng ta đã khai giảng một cái lớp là lớp foundation, là lớp tiếng Anh nền tảng để giúp lại cho các bạn có thể có lại nền tảng tiếng Anh nó vững chắc hơn á. Bởi vì lâu rồi mình không được vào hoặc là mình là trang giấy trắng tinh luôn thì mình có thể học lại từ cái lớp foundation này. Và ngày 20 thì cô Tiên còn có cái khóa seminar. Seminar thì chỉ có 4 buổi thôi. Chúng ta sẽ học vào thứ bảy và chủ nhật của 2 tuần liên tiếp và chúng ta sẽ có những cái challenge giữa cái tuần ở giữa đó để các bạn có thể săn học bổng. Thì cái khóa học này chỉ có 599k thôi và khi các bạn tham gia khóa học này thì các bạn còn tham gia đầy đủ 3 trên 4 buổi thì chúng ta sẽ được tặng thêm voucher 500k cho khóa học sau Tết nữa, những khóa học mà 3 tháng sau Tết.
ha. Thì trong cái lớp này chúng ta sẽ học lại phát âm cái bản IPA nè, chúng ta sẽ học lại cách đánh vần sao cho nó chuẩn nè, bởi vì nhiều bạn đôi khi mình đánh vần A B C D E F G thì được nha, nhưng mà tới khi mà cô Tiên bảo mọi người đánh vần một cái tên riêng, một cái từ nào đó, mọi người sẽ bị nhầm lẫn á, một số cái từ mà chúng ta phát âm chưa chuẩn á, thì lúc đánh vần cũng sẽ bị sai. Thì chúng ta sẽ học lại cái đó, chúng ta sẽ học lại cái bản phiên âm quốc tế IPA, những cái phụ âm và nguyên âm để chúng ta phát âm nó chuẩn hơn. Chúng ta học lại cái cách giới thiệu bản thân như thế nào và hỏi thăm thông tin căn bản ra sao ha. Còn trong cái lớp foundation thì chúng ta sẽ học lại những cái điểm ngữ pháp. Ví dụ như trước giờ các bạn chưa biết ghép một cái câu như thế nào, rồi không hiểu cái kiểu tại sao cấu trúc là tiếng là có danh từ, động từ, tính từ, trạng từ nó sẽ đúng như thế nào, và chúng ta sẽ có những cái bài tập trong cái khóa đó để các bạn có thể nắm lại cái kiến thức căn bản. Và với cái lớp foundation này thì các bạn có thể ôn lại những cái thì á, những cái thì căn bản mà chúng ta hay sử dụng trong đời sống hàng ngày á. Ha. Thì cái lớp foundation này thì học phí chỉ có 4.999 thôi, và cái lớp này sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng. Tuần sau là chúng ta đã bắt đầu lớp này rồi, và lớp này chỉ còn 4 slot nữa thôi. Còn cái lớp mà seminar thì sẽ đông hơn, bởi vì chúng ta sẽ học kiến thức nền tảng, và tới cuối giờ, 30 phút cuối giờ thì các bạn có thể giơ tay phát biểu để có thể tương tác với cô Tiên đó, và chúng ta sẽ có những cái challenge để mà các bạn có thể thực tập ở trong cái khóa học seminar ha. Rồi vậy thì hôm nay cô Tiên sẽ để kết nối với nhạc xíu nè, ở nhà chờ chút xíu nha. Mọi người có thể share cái livestream ngày hôm nay nè, tag bạn bè mình vô nè, để chúng ta xíu nữa sẽ có cái đoạn mà quay số trúng thưởng. Và khi các bạn share livestream và comment ở trong bình luận á, thì xíu nữa cô Tiên sẽ xem cái comment của các bạn và sẽ tặng cho các bạn mà hôm nay share cái livestream này và comment trong tương tác ở trong những cái livestream này một cái voucher 100k nha. Còn những bạn nào mà săn được những cái voucher 200, 300 rồi thì xíu nữa sẽ săn sau. Còn bạn nào mà share livestream và comment thôi, ghi cái tên của mình ha, rồi thì các bạn cũng sẽ được nhận voucher 100k, những các bạn mà đang xem livestream nha. Rồi, để coi. Kết nối. Đây là những số trong tiếng Anh. Để tiếng kết nối nữa. Hôm nay livestream là đứng lên livestream luôn nè, đứng lên giống như đang dạy luôn nè, chứ không có ngồi nữa nè. Livestream là ba cái máy nè, một cái iPad, một cái điện thoại với một cái laptop, ba cái nhìn vô ba cái màn hình luôn. Lỡ mà cô Tiên chưa kịp chào mọi người thì thông cảm cho cô Tiên nha, bởi vì cái comment nó chạy khá là nhanh á. Xíu nữa nếu mà các bạn mà có những cái comment hỏi học hay gì đó thì các bạn admin sẽ hỗ trợ cho cả nhà nha. Để nói admin chứ. Never you're around, I always seem to smile, and people ask me how reason why I'm singing in the mirror, singing in the shower. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ học cùng học lại nhé. Cả nhà vào hết chưa ạ? À? Rồi, chúng ta sẽ học lại từ 1 tới 10 trước nha. Từ 1 tới 10 khá là đơn giản đúng không? Ai cũng biết từ 1 tới 10 hết. Nhưng mà nói chuẩn chưa thì không biết rồi nha. Rồi. Mọi người, cô Tiên đọc tới đâu thì cả nhà đọc theo tới đó, và chúng ta chỉnh lại phát âm một số từ ha. Rồi, từ đầu tiên, không biết là cả nhà thấy hết không? Để cô Tiên chỉnh cho ai cũng thấy nè. Ở trên top top á, thì hình như là cái màn hình nó bị lật ngược phải không ta? Màn hình nó bị lật ngược thôi, cả nhà thông cảm nha. Cả nhà thông cảm nha. Rồi, ok. Đây, yo, number one. Ok, cái đuổi thần của tôi đâu rồi ta? Tôi thì có cái cây đuổi thần. Để nhà chờ chút. Đây, cây đuổi thần học viên tặng. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Cả nhà cùng nhau học lại. Ở số đếm, xíu nữa chúng ta sẽ rap với nhạc. Bây giờ chúng ta học phát âm trước, sau nữa rồi chúng ta mới rap với nhạc nha. Vô nè. One. One. Cái từ này á, nhiều bạn sẽ nói là one, one, one. Thì không phải nha. Mà phải là one, chứ không phải là one. Ok. À, mà chắc là để cô Tiên tắt cái quạt, chứ hình như nó sợ nó hơi gió ha. Chờ chút xíu, chờ chút xíu.
Number two này thì nó giống như cái từ tờ o cả nhà, hai cái ghi khác nhau nhưng mà đọc y chang nhau luôn. Nice to meet you á, nice to thì cái này là to, là u chu cái miệng ra to to, ok. Rồi cái từ này hơi khó nè, số 3 hơi khó nè, mình hay đọc là tree tree tree. Tree 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 là ra cái cây đúng không, mình hay là one two tree đúng không, thì bây giờ mình đổi lại cái này, nó có chữ thờ, nó có chữ thờ thì mình sẽ đọc là three nè. Chữ thờ này mình để cái lưỡi ra ngoài xíu nè. Để cái lưỡi ra ngoài xíu ha, đẩy hơi ra. Three three nó hơi khó chút xíu nhưng mà thôi mình nói one two three thì người ta cũng hiểu, lỡ mà nó chưa chuẩn thì thôi không sao. Bạn nào mà muốn nó kiểu perfect hơn thì các bạn có thể luyện, còn nếu không thì thôi ha, mình có thể đọc là one two three. Ok, three. Rồi tới số 4 nè, số 4 nếu mà muốn nói giọng Anh Mỹ cho nó hay hơn á thì cả nhà cong cái lưỡi là xíu, mình nói là four four four, nó có cái âm nhẹ nhẹ cả nhà. Giọng Anh Mỹ họ rất là thích cái chữ r đó ha, họ thích cái chữ r cong lắm. Ví dụ như cái xe hơi á thì họ không nói là car mà họ nói là car car đúng không, thì cái số 4 thì nó có chữ r mình đọc là four four. Ok, four. Rồi, số 5 mình hay đọc là five, five, five đúng không? Five, I'm five, thank you and you. Rồi five, 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 quýnh lộn mình cũng nói là five. Mình không có đọc âm đuôi đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ tập âm đuôi cho cô Tiên nha. Nếu mà chúng ta nói là I'm fine là nó có âm đuôi n, mình đọc là I'm fine, fine, đúng không? Còn quýnh lộn á là fight, fight, đúng không? Còn cái số 5 này nè, mình sẽ đọc là five, nó có âm vở, cái miệng cũng có âm vở, nó sẽ như thế này ha, hơi hô hô ra xíu ha. Hàm răng trên cắn cực nhẹ cái môi dưới xíu nào, đó mình tạo ra cái âm rung đó, five five đó. Ví dụ như cái từ yêu á cả nhà, cái từ yêu á mình đọc là love love đó, mình đọc love chứ mình không đọc là lớp 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 ha. Lớp là tiếng tiếng Việt mình kiểu mình I love you bạc bạc ấy. Là mình kiểu ủa sao bị mờ ta, à ok được rồi. Mình mượn nó về rồi nên là mình nói theo kiểu Việt Nam. Còn ví dụ như mình muốn nói nó chuẩn hơn thì các bạn chỉnh lại chút xíu cho cô tin, ok. Rồi, số 5 rồi đúng không? 5 rồi, bây giờ số 6 này. Số 6 là 6. Số 6 này 99% người Việt Nam của mình sẽ nói sai. Mình hay nói là 6, 6, 6 thôi. Bởi vì cái âm này nó hơi khó, cái âm mà X này nè. Nếu mà cả nhà hay xem những cái video của cô Tiên á thì cô Tiên có hướng dẫn là cái âm X này nó sẽ bằng với âm cờ sờ. Vậy thì cái âm này mọi người phải luyện rất là nhiều nó mới được cái âm này ha. Thì nó sẽ là âm rồi tới âm X, rồi âm X, rồi tới âm X, ha. Mình chặt xuống nè. Xong rồi mình X, đúng không? Âm X, nó rất là mạnh, sau đó mình X. Rồi vậy thì khi âm cờ sờ nó liền với nhau mình sẽ đọc là X. Đó thì khi mà luyện âm á tất nhiên mới tập mình chưa có luyện liền được như vậy đâu, nhưng ít nhất mình có ý thức là à nếu mình muốn nói chuẩn âm này thì mình phải nói ra là âm cờ sờ đúng không, thì phải là đó. Ok, thế thì các nhà có thể xem lại những cái video của cô Tiên hoặc là tham gia các cái lớp mà luyện âm của cô Tiên á thì sẽ có những cái bài tập và cô Tiên sẽ hướng dẫn mọi người kỹ hơn. Ok, rồi cái từ sick này mình sẽ đọc giống như từ bị bệnh đó cả nhà, I'm sick rồi thêm chữ sờ đuôi vô cho cô Tiên ha, I'm sick, I'm six. Đó, luyện dần rồi sau này quen nó cái âm nó bật ra rất là tự nhiên, mà sẽ đọc là six, six, six. Ok, six. Đó, cái âm đó trong tiếng Anh nó dùng khá là nhiều nên mà chúng ta có thể luyện thêm nha. Rồi, số 7 dễ quá. Seven, seven không khó. Người Việt Nam của chúng ta nói cái âm số 7 này rất là dễ, không sao hết. Tiếp, số 8 nè. Số 8 bình thường mình hay đọc là a đúng không cả nhà? Rồi, mọi người ơi, cái chữ a á khi mà mình đọc không có âm đuôi á là nó ra cái chữ a. Chữ A cả nhà, A, B, C, D, E, F, G đó. Cái chữ A là cái âm A, không có âm đuôi. Nhưng nếu mình muốn nói số 8 á, mình phải thêm chữ T đuôi vô. Thêm T đuôi vô mình sẽ đọc là 8, 8, 8. Ok, 8. Đó, rồi cái chữ H á, cái chữ H với nhà chữ H trong tiếng Việt á, mình sẽ đọc là âm ch đuôi thì vẫn là âm A, nhưng mà mình đổi âm đuôi thành H, H, H. Thấy không? Là ba cái từ này khác nhau nè, chữ A là A đúng không? Chữ H là H và số 8 là 8. Đó. Thì tất nhiên trong tùy ngữ cảnh thì có khi là mình sẽ đoán được, dù không có cái âm đuôi mình vẫn đoán được bạn đang nói từ gì, âm gì. Tuy nhiên nếu mà ba cái từ đó nó ở trong một cái mã series, một cái gì đó mà nó đứng cận cận với nhau á thì cả nhà cố gắng phát âm chuẩn để không bị nhầm lẫn. Ok ha. Rồi. Tiếp, số 9. Số 9 là nó có âm n đuôi ha cả nhà, thì âm n này mình làm sao, âm n này
giống như mình muốn nói chữ n nhưng mà ai đó chặn cổ mình lại. Mình nói đó, vậy thì mình nó sẽ nói là nine 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 đó, ok, không có đọc là nine 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 ha. Rồi âm nine này á, nếu mà mình nói cái con dao á, con dao mình sẽ đọc là knife knife, âm phờ đuôi đúng không. Rồi rất vui được gặp bạn, mình sẽ nói là nice to meet you, nice, sờ vô đúng không. Rồi buổi tối mình sẽ đọc là night, good night, good night, good night đúng không. Rồi còn số 9 mình sẽ đọc là nine, nine, ok, nine. Rồi, ok ha. Tiếp, số 10 thì dễ quá. Ten, đơn giản. Ten, ten, ok, ten là được. Rồi, nhưng mà cái chữ tờ mình cố gắng mình tập chữ tờ theo theo giọng Anh á, theo giọng tiếng Anh Mỹ á, mình sẽ đọc là ten. Mình không đọc là ten, ten, ten ha. Ten, ten, ok. Rồi, mấy bạn hỏi, nói lại số 3 đi cô. Số 3 mình sẽ đọc là three. Cái chữ thở, three, 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 ok. Rồi, xíu nữa mình sẽ tới 1 tỷ lần cả nhà. Đây là mới mấy số căn bản thôi ha. Căn bản phải vững thì mình mới nói con số dài được ha. Những con số căn bản mà mình nói không nhớ, không vững thì làm sao mình nói tới 1 tỷ được ha. Rồi, đừng có bỏ qua những cái căn bản nha cả nhà. Cái foundation nó rất là quan trọng. Cô Tiên hay bảo là từ số 0 lên số 1 nó rất là khó. Nhưng mà khi đã có số 1 rồi thì các bạn leo dần lên số 10 nó khá là dễ. Nó kiểu nó có cái đà, nó có cái mút. Còn từ số 0 lên số 1 đôi khi mình bỏ ngang, hoặc là mình mới học được có một chút cái mình bỏ dở, cái mình cứ loay hoay với cái việc học tiếng Anh hoài luôn, và mình tốn rất là nhiều thời gian, công sức, tiền bạc mà nó không tới đâu hết. Nên là cái việc mà chọn cho mình một là khóa học hoặc là một cái người đồng hành mà có thể hỗ trợ cho bạn từ số 0 để lên được số 1, nắm được cái foundation. À, ok, tôi nói được một chút tiếng Anh rồi nè. Tôi nắm được một chút cái ngữ pháp căn bản của tiếng Anh rồi nè. Tôi hiểu cái cách vận hành của nó như thế nào rồi nè. Thì mình sẽ có cái cảm hứng để mình có thể tiếp tục học và mình tiếp tục chinh phục cái ngôn ngữ đó. Nên cái foundation nó rất là quan trọng nha cả nhà. Foundation chính là cái nền tảng ha. Rồi, 1 phút quảng cáo. Tuần sau thì cô Tiên sẽ khai giảng lớp foundation kéo dài trong vòng 2 tháng. Lớp này thì chúng ta sẽ tập trung vào bổ sung lại những cái từ vựng căn bản nè, rồi những cái ngữ pháp căn bản nè, cách mà các bạn hiểu một câu trong tiếng Anh đó thì nó cấu thành như thế nào, chúng ta hiểu rõ động từ, danh từ, tính từ nó như thế nào, sử dụng ra sao, chúng ta hiểu được những cái như là so sánh hơn, so sánh nhất nè, rồi chia động từ nè, rồi chia theo thì nè, hiện tại, tương lai, quá khứ, tiếp diễn, kiểu kiểu vậy đó. Thì những cái mà ngày trước mười mấy năm ở trường học mà chúng ta học không hiểu á, thì vô lại cái lớp foundation cô Tiên sẽ dạy lại cho cả nhà trong vòng 2 tháng. Thì cái khóa đó đang được ưu đãi còn 4.999.000 ha. Thì cả nhà hôm nay ai mà xem livestream này thì sẽ được nhận cái voucher 100k. Share cái livestream này là được nhận voucher 100k rồi. Xíu nữa mình chơi game mà mấy bạn còn săn được voucher 200 nữa thì mình có thể sử dụng luôn cho khóa này nha. Rồi, còn ngày 20 thì cô Tiên sẽ bắt đầu cái khóa seminar. Khóa seminar này thì chỉ có 599k thôi, và các bạn sẽ học trong vòng 4 buổi. Học xong 4 buổi này thì các bạn sẽ được tặng thêm một cái voucher 500k cho những khóa học sau Tết ha. Thì cả nhà có thể theo dõi thông tin tại fanpage Tinker Academy, ok. Rồi các bạn admin có thể nhắn tin vào trong phần bình luận á để cho mọi người có thể thấy cái fanpage ha. Xíu nữa cô Tiên cũng sẽ gắn cái đường link luôn cho cả nhà nha. Các bạn nào ở trên top top á thì có thể ấn vào theo dõi kênh của cô Tiên nè, ấn vào cái nút theo dõi ở trên á, xong rồi mình sẽ có cái đường link đăng ký á, cô Tiên cố gắng ở cái phần bio á, thì mọi người có thể vào đó để có thể đăng ký ha. Rồi tiếp, 1 phút quảng cáo đã trôi qua, tiếp tục. 10 rồi đúng không? Bây giờ tới 11 nè. 11 mình sẽ đọc là 11. 11. 11. Ok? 11. 11. Rồi, số 12. Số 12 này cũng khá là khó đúng không ạ? Số 12 này rất nhiều bạn cũng không có nói được. Mình hay là bà treo 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 rồi tờ queo vậy đó ha. Thì bây giờ mình sẽ đọc lại cái số 12 này ha. 12. 12. 12. Nó tùm lum âm cho mình hết, chữ tờ, chữ w, chữ l, rồi chữ v ha. Thì bây giờ thôi mình cố gắng gần đúng nhất có thể thôi, chứ mình người Việt Nam chứ không phải là người nước ngoài, mình cũng không có thể mà 100% như người bản xứ được đúng không ạ. Nhưng mà làm sao cho nó rõ và nó dễ nghe nhất là được ha. Cả nhà cùng đọc theo cô Tiên nha. 12 12 ha, 12 12, ok, 12, ok. Rồi, hello cô Tiên, chúc cô buổi tối dạy vui vẻ. Xem cô dạy xong là từ một đứa phát âm yếu phát âm giờ skill ổn hết rồi ạ. À, cảm ơn cô. À, cảm ơn ạ. À. Rồi, ok.
Số 13, số 13 bữa trước ở trên khắp khóc cũng có mấy bạn hỏi cô Tiên đọc số 13 ha. Số 13 mình sẽ đọc là thirteen. Rồi, để ý nha, số 13 và số 30 nó khác nhau nha cả nhà. Số 13 và số 30 khác nhau ha. 13 và 30. 13 là 13, còn 30 là 30. Ok? 13, 30. Rồi, số 14. Số 14 đọc sao? Úi, ai tặng cho trái tim, thank you. Số 14 mình đọc là 4. Ai mà nắm được số 4 rồi đúng không? Ai mà nắm được số 4 rồi thì bây giờ chỉ cần thêm chữ teen thôi. Ha, cái tuổi teen là cái tuổi nào cả nhà? Tuổi teen đó, tuổi xì teen đó. Tuổi teen là cái tuổi mà từ 12 nè, tới 18, 19 này là mình vẫn còn gọi là tuổi teen, tuổi xì teen á. Thì bây giờ cứ nhớ nè, 12 rồi, bây giờ tới 13, qua tới 13 rồi mình sẽ đọc là 13, 13, ok, 13, 13. Rồi, 14 mình sẽ đọc là 14, 4, nhớ công ngữ vô, 14, 14, ok. Rồi, 15 thì sao? 15 mình không đọc là 15 nha, rất nhiều bạn nhầm và đọc số 15 là thành là 15 là sai ha. Mình sẽ đọc là 15, 15, 15, nó có chữ phờ cả nhà. 15, ok, 15, à, 15. Rồi. Nhìn cô Tiên dạy mấy em học, so cute, fun and interesting. Thank you ạ. À. Ui, cả nhà ơi, chết rồi. Cái iPad nó đang sắp hết pin, hy vọng là ở trên phờ bờ nó không bị sập. Còn 5%. Nguy hiểm quá, thật là nguy hiểm, lỡ mà nó sập ngang thì cả nhà thông cảm nha cả nhà. Rồi, ok, 15 rồi nha. Rồi, 16 là gì ạ? À? 16 là gì cả nhà? 16 là 16. Để đọc được 16 thì phải đọc chuẩn được số 6 đúng không? Số 6 hồi nãy cô Tiên nói là nó hơi khó xíu, mình luyện từ từ cho nó quen ha. 16, 16, 16, ok. Rồi, 17 mình đọc sao ạ? À? 17. 17 mình sẽ đọc là 7, 17, 17. Teen, ok. Nhớ cái từ teen đó mình hơi cười ra xíu, mình sẽ nhân dễ cái ra cái âm y dài hơn ha cả nhà. 17. Ok là. Rồi, số 18. Số 18 là 8. 8. Đã rồi. 18. 18. Ok, âm e á, a xong rồi teen. 18. Rồi, 19 nè, 19 mình đọc là 9. 19. 19. Ok. Rồi, 20. 20 đọc sao? 20. Rồi đúng chuẩn là 20 đúng không? Nhưng mà giọng Anh Mỹ chữ tờ thành chữ đờ nhẹ, mình sẽ đọc là 20. 20. Ui nóng quá, trong tim bật cái quạt á. Rồi, ok. Từ 1 tới 20, from 1 to 20 là cả nhà nắm được rồi đúng không ạ? From 1 to 20. Vậy thì ở trong các bạn đang xem livestream này thì có bạn nào under 20 không? Các bạn có thể giới thiệu tuổi cho cô Tiên thấy được không? Ví dụ, I'm 10, I'm 12. I'm 11, I'm 13, I'm 14, I'm 17, I'm 19, I'm 20 years old. Rồi có ai dưới 20 tuổi thì có thể comment được không? Còn các bạn mà từ 20 trở lên chờ xíu mình lên liền. Ok, bạn nào mà dưới 20 tuổi thì mình comment ha. I'm 12. Happy ơi, mình đọc là 12 nha, 12. I'm 12 years old. I'm 12 years old. Ok? Hello thầy David. Hôm nay không đi lặn mà vô xem livestream của cô Tiên à thầy. Ok, ví dụ như bạn nào mà mình trên 20 á, mà mình muốn trẻ á, thì mình cũng có thể giới thiệu là I'm 18 years old cũng được nha. Em mới 18 thôi, I'm 18. Ví dụ như năm nay ai mà hỏi cô Tiên bao nhiêu tuổi rồi, cô Tiên sẽ giới thiệu là dạ em hay K7. Ừ, cái kiểu vậy đó, hay K6 hay K7. Xạo dễ sợ. Rồi, tiếp. Bây giờ nếu mà chúng ta đã nắm được cái từ 1 tới 20 rồi á, thì bây giờ chúng ta chỉ cần học những cái số chục thôi, sau đó các bạn sẽ ráp vô được. Cả nhà nhìn ha. Rồi, ok, 20 chúng ta đã nắm được rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cần nhớ được 30. À, rồi. Ok, 30, 30 là gì cả nhà? 30 là 30. 30, right? 30. Rồi, nếu mà 30 mình nắm được rồi thì từ 30 tới 39 quá dễ, bởi vì mình đã nắm được từ 1 tới 9 rồi đúng không? Thì bây giờ mình chỉ cần 31 là gì cả nhà? 31, đúng không? 32 là gì? Test thử nha, 32 là gì cả nhà? 32 là 30
32 đúng không? 33 là gì? 33 là gì? 33 là gì? Mọi người tự nhẩm theo xem mọi người có nhớ không nha. 33 là 33. 33, ok. Ở trên top top là cái màn hình nó bị lật ngược á. Cả nhà thông cảm nha. Thôi cả nhà nghe cô Tiên nói đi ha. Xong xíu nữa mình tra lại những cái hình ở trên mạng nhiều lắm. Nhưng mà chủ yếu là cái phần phát âm á, không phải là ai cũng hướng dẫn cho cả nhà thiệt là kỹ á. Nên là mình nghe cái phần nói trước ha. Rồi bạn nào mà biết thì có thể viết lên trên top top để cho mọi người cùng xem ha. Rồi, 34 là gì? 34 là 34. 35 là 35. 36 là 36. 37 là 37. 38 là 38. 39 là 39. 40 là gì? 40 ra cả nhà ơi, 40 là 40. Rồi, vậy thì ai có độ tuổi từ từ 21 tới 30? Học thôi, từ 21 tới 40 thì có thể comment cho cô Tiên được không? Bao nhiêu tuổi đó? Rồi nếu mà các bạn ở dưới 30 thì các bạn có thể dùng là under 30 đúng không? Mình hay nói là U30 á. Còn dưới 40 thì sẽ là U40 ha. Dưới cái độ tuổi đó thì mới là U nha. Còn mình đạt cái độ tuổi đó rồi bắt đầu mình vô cái U tiếp theo rồi đó cả nhà. Rồi hiện tại là cô Tiên vẫn là U30 ha. Vẫn under 30. I'm 8 years old. 12, Việt Nam mình đọc là 12 nha, 12. Em 30 tuổi, cô Tiên cute quá, thank you. Cô Tiên pronunciation rất rất chuẩn, mấy em chú ý học nhé. Thank you anh David. 34. Các bạn mà xem cô Tiên ở trên IT là trên 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 20, trên 30 rất nhiều. Có rất nhiều anh chị, cô chú là U40, 50, 60, 70 vẫn xem luôn. Thì cô Tiên không có biết là cái những cái video của mình nó lại reach được những cái nhiều nhiều tệp đối tượng như vậy. Tới khi mà mọi người comment ở trong video thì cô Tiên mới biết là có một vài cô chú là cũng cũng năm mấy, sáu mấy, 70 rồi đó. Đang ở bên Mỹ thì mới kêu là ở bên này nhưng mà lại rất là thích xem video của cô Tiên và hay xem ở lúc mà lái xe á, để luyện lại phát âm và có thể tự tin nói tiếng Anh hơn. Hôm bữa vừa rồi khi mà mới xong cái lớp Learn to Love á, thì có cái đoạn mà chia sẻ cuối buổi thì cũng có các học viên là năm mấy 60 tuổi thì cũng chia sẻ là qua bên Mỹ cũng vài năm, người qua vài năm, người qua chục năm rồi nhưng mà đôi khi cảm thấy như là mình bị câm vậy đó. Nói chung là chia sẻ rất là thật tình, là đôi khi nghe người ta nói cái mình không có nói lại được, hoặc là không hiểu, hoặc là sợ, hoặc là bị rén nghe cả nhà, xong cái không nói được, cảm giác như bị câm rất là khó chịu luôn. Cái xong rồi mọi người cũng học chỗ này chỗ kia nhưng mà không có tự tin để nói. Thì sau khi tham gia cái lớp Learn to Love với cô Tiên tầm 1 tháng thôi thì các anh chị đã kiểu chịu nói ra, chịu quay video, chịu tương tác, rồi chịu sử dụng nó và sử dụng trong đời sống và cảm thấy là nghe được khách hàng mình nói rõ hơn, rồi dám hỏi lại, dám tương tác lại. Thì khi mà cô Tiên nghe vậy thì cô Tiên cảm thấy rất là mừng, rất là vui. Bởi vì đôi khi mình học tiếng Anh nó không phải là để mình phải thi lấy bằng này cấp nọ đúng không ạ? Hoặc là để mình show off là mình IELTS bao nhiêu hay các kiểu, mà quan trọng là mình sử dụng được nó trong đời sống hàng ngày không? Mình có tương tác được với bạn bè nước ngoài hay là khách hàng của mình không? Mình có kết nối với họ và để lại những cái ấn tượng tốt với họ không? Thì nó tiếng Anh chỉ là cái công cụ một phần thôi. Quan trọng nhất vẫn là cái thần thái của mình, cái sự tự tin của mình, cái sự tử tế của mình khi mà mình giao tiếp. Nên là các khóa học tại Tinker Academy thì cô Tiên rất là chú trọng những cái kỹ năng mềm đó. Còn tiếng Anh chỉ là một phần thôi. Mọi người hay xem những cái video của cô Tiên dạy phát âm này kia thì đó chỉ là cái phần nhỏ để cô Tiên có thể chia sẻ với mọi người thôi. Còn ở trong lớp thì sẽ có nhiều cái khác hơn để chúng ta khuyến khích nhau, động viên nhau để các bạn có thể tự tin sử dụng tiếng Anh nhiều hơn. Bởi vì cái đó nó liên quan tới tâm lý nhiều lắm cả nhà. Chứ còn không phải là mọi người không biết những cái đó. Cả nhà cũng có học tiếng Anh rồi, ngày xưa mình cũng học ở trường lớp rồi, hoặc là mình cũng lên mạng mình xem, mình cũng dùng app mình xem, mình biết nhiều lắm nhưng mà tới khi xài á là không dám xài. Thì cái đó là thuộc về tâm lý. Thì làm sao để các bạn gỡ bỏ được cái tâm lý lo sợ đó và tự tin sử dụng nó và thay đổi được cái cách mà chúng ta thể hiện bản thân mình á, cái facial expressions, cái cử chỉ khuôn mặt hoặc là cái cảm xúc của mình đưa tới với người khác á, cái đó quan trọng hơn rất là nhiều nha. Nên là cái đó các bạn có thể áp dụng cho cả tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng gì cũng vậy. Phải có cái kỹ năng đó thì mình sẽ tỏa sáng hơn, mình kết nối được với nhiều người hơn và chúng ta đi đây đi đó chúng ta cũng dạn dĩ tự tin hơn ha.
học tiếng Anh để biết thêm tiếng Việt cô Tiên ơi. Trời ơi, rất nhiều bạn nha, lúc mà tới lớp học của cô Tiên á, là mấy bạn chia sẻ là lúc mà lên thuyết trình bằng tiếng Việt á, mọi người cũng rất là ngại nha. Vậy mà sau học tiếng Anh xong cái hả, thấy tiếng Việt lên một tầm cao mới luôn. Tự tin nói trước lớp, rồi tự tin thuyết trình, rồi tự tin nói chuyện với đồng nghiệp, khách hàng luôn. Nên cô Tiên mới nói là tiếng Anh chỉ là cái cớ để mà cô Tiên đến với mọi người thôi, còn quan trọng nhất vẫn là cái kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp đó. Rồi bây giờ hồi nãy chúng ta đi tới 40 rồi, bây giờ chúng ta đi tới 50 ha. 50 mình sẽ đọc là 50, 50 ha, 50. 60 sẽ là 60, 60, hoặc là đôi khi họ đọc nhanh hoặc là 60 ha. Rồi 70 là 70, 70 hoặc là 70, 70, chữ tờ hình chữ đờ nhẹ cũng được. Rồi 80 mình sẽ đọc là 80, 80, thay vì 80 á, giọng Anh Mỹ mình có thể đọc là 80, 80. Và 90 mình sẽ đọc là 9, 90 hoặc là 90 ha, 90, 90. Rồi, còn 100 thì đọc sao? 100 thì đọc sao đây? Mình áp dụng nha cả nhà, khi mà chúng ta đã thuộc được những cái số hàng chục rồi á, thì mình chỉ cần nhớ từ 1 tới 9 là mình có thể nói. Ví dụ như 88, 89 hoặc là 90, 91, 92, 93, 94, 95, thì mình chỉ cần nhớ được cái hàng chục thôi, thì mình ráp những cái hàng mà từ 1 tới 9 vô là nó ra. Ok. Rồi, các bạn ở trên laptop thông cảm nha, cái màn hình nó bị lật á, nó bị lật ngược á. Xíu nữa có gì về coi lại. Coi lại cái hình này ha, bây giờ đọc phát âm, luyện phát âm trước của cô Tiên nha. Rồi. À, còn không thì các bạn có thể lên IT nha, các bạn có thể lên IT hoặc lên phờ bờ của cô Tiên để mà xem livestream nha, thì cái màn hình nó không có bị lọt á. Cô Tiên đang live ở trên ba nền tảng luôn á, trên IT nè, trên phờ bờ với lại trên tờ tờ, trên tốc tốc mở hành. Rồi ok, tiếp 100 thì chúng ta sẽ đọc là 100, 1 nè, 100, 100 là 100 đúng không, 100 là hàng trăm, vậy thì 200 sẽ là 200 đúng không, 200. À, 300 sẽ là 300, 300, ok. 400 sẽ là gì cả nhà? 400 sẽ là gì? Cả nhà có thể comment cho cô Tiên được không? 400, 400 là gì cả nhà ha? Là 400, ok. 500 là gì? 500 là gì cả nhà ơi? 500. Để cô Tiên pin cái này lên. 500 là 5 500, đúng rồi, 500, very good. Rồi 600 là gì? 600 là gì nè? 600 là 6 600, 600, đúng rồi. Ok, đây cô Tiên có pin cái để coi. Rồi, ok, 600 là 600, 700 là gì cả nhà? 700 là 700. 800 là gì? 800 là gì? 800 là 800, đúng rồi, 800, 800. 900 là gì? 900 là gì? Bây giờ số này còn dễ lắm, xíu nữa phải số lẻ lẻ mới khó chưa? 900 là gì ạ? À? 900 là 900, 900. Rồi, 1.000. 1.000 là gì? 1.000 là 1000. 1000 ha, 1000, 1000. Vậy 2000 là gì ạ? À? 2000, 2000 là gì? 2000 là 2000. 3000 là 3000, 3000. Rồi 4000 là, 4000 là 4, 4000. Đúng rồi, 5000, 5000 là gì? 5000 là gì? 5000 là 5000, đúng rồi, dễ quá, vì chỉ cần nhớ từ 1 tới 9 thôi là xử lý được hết những cái hàng này luôn. 100,000. Rồi 10.000, 10.000 đồng. Mẹ ơi cho con xin 10.000 ra ngoài ăn xôi. 10,000. Ok, 10,000. 20.000, 20.000. Ly trà tóc 20.000, 20k cả nhà ơi. 20 hoặc là 20, 20, cái chữ tờ hình chữ đờ nhẹ. 20, 20,000. 20,000. Ok. Rồi, 25.000. 25.000, ai biết? 25.000 là gì? 20, 25, 25,000, ok? 25,000. 36.000 là gì? Ai biết? 36, 36, 36 là gì? 36 là 30,
36,000. Rồi, không cần thêm s ha. 36,000. Rồi. 100.000, 100.000. Hôm nay bạn nào share livestream thì sẽ được một cái voucher 100.000, thì 100.000 là gì? 100,000. Ok, xíu nữa sang livestream thì có thể được 200,000. Ok, 200,000. Ok, nhớ share livestream và tag bạn bè mình vô để có thể sang voucher cùng cô Tiên nha. Rồi, 1 triệu đi cả nhà ơi. 1 triệu là gì? 1 gì ạ? 1 million. 1 million. Ok, 1 million. Rồi, 2 triệu. 2 triệu là gì? 2 million. 10 triệu là gì? 10 triệu là gì? 10 million. Ok, 20 triệu là gì? 20 triệu là 20 million. Đúng rồi, millionaire là triệu phú đó. Vậy thì ai biết? Ai biết tỷ? Ai biết tiền tỷ? Ai biết lên hàng tỷ rồi? Comment cho cô Tiên biết được không? Tỷ là gì cả nhà? 1 tỷ. 1 tỷ là gì? Quanh gì? Cái đuôi cũng là Ian luôn đó. 1 tỷ là gì ạ? Hello chị Julie. 1 tỷ là 1 billion. Đúng rồi, 1 tỷ là 1 billion, 2 billion, 10 billion. Rồi, nói chung là mình nghèo nghèo thôi, mình chơi hàng triệu thôi nha quý vị. Em chơi hàng triệu thôi. À, ai muốn chơi hàng tỷ thì cứ chơi hàng tỷ đi nha. Rồi, ok. Thế thì khi mà chúng ta đã nhớ được 100 là trăm, 1000 là ngàn, million là triệu, billion là tỷ rồi, thì cái việc mà ráp vô nó khá là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi học cái này qua nhạc. Cô Tiên sẽ bật nhạc lên, sau đó cả nhà sẽ comment cho cô Tiên cái con số mà cô Tiên đọc bằng tiếng Anh, rồi cả nhà comment vô nha. Xem thử ai comment nhanh nhất và sớm nhất nha. Rồi, có cần ôn lại không? Từ 1 tới 9 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chỉ cần nhớ từ 1 tới 9 thôi, sau đó nhớ hàng chục cho cô Tiên nha. 20, 20 là gì? 20, 30 là gì? 30, 40 là gì? 40, 50 là gì? 50, 60 là gì? 60, 70 là gì? 70, 80 là gì? 80 là 80, 90 là gì? 90, 100 là gì? 100. Vậy thì từ 100 tới 900 chỉ cần thay đổi 100 là 100. Vậy thì 200 sẽ là 200, đúng không? Liên tục như vậy tới 100. Tới 900 rồi thì tới 1000 là gì? 1000 là 1000. Vậy thì 2000, 2000 thì chúng ta chỉ cần thay số 2 vô, đúng không? Là 2000. Tới 9000 là 9000. Rồi, tới 10000 là 10000, tương tự y chang vậy luôn. À, rồi tới hàng triệu nè, hàng triệu là 1 million, 1 triệu, 2 triệu là 2 million, 10 triệu là 10 million. Đó, bây giờ mình chơi tới hàng triệu thôi, xíu nữa mình chơi hàng tỷ sau ha. Rồi, cả nhà ready đi chưa? Nếu mà chúng ta sẵn sàng rồi, cả nhà có thể nhắn tin vào trong comment là I'm ready được không? I'm ready, let's go, I'm ready. Cả nhà comment nha, cho cô Tiên xem mọi người sẵn sàng chưa, cô Tiên mới bật nhạc nha. Ồ quá ta. Cả nhà ơi, nhạc có bị to không? Nhạc to quá không? Cả nhà có nghe giọng của cô Tiên không? Can you hear the music everyone? Can you hear the music? Nghe nhạc không? Nghe được thì có thể nói cho cô Tiên biết nha. Yes, I do. Cả nhà nghe được nhạc thì nói cho cô Tiên biết nè. Yes, I do. Ok. Go, go, go. I'm ready. I'm ready. Cả nhà nhớ cái bài rap của cô Tiên không? Không sợ trời, không sợ đường, chỉ sợ mỗi tiếng Anh. Tài liệu trên mạng vô số kể, nhưng vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Mau mau đăng ký khóa học 4 buổi cùng cô Tiên nè. Có tư duy học đúng, có lộ trình rõ ràng, học lại đánh vần nè, nắm được bài phiên âm luôn, chuẩn hóa lại ngữ điệu. Rồi cái gì nữa ta, quên lời rồi. Và quan trọng nhất là tìm lại được tình yêu và cảm hứng để có thể chinh phục tiếng Anh. Mau mau đăng ký khóa học tại Tinker Academy nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ vô học nè, vô học nghiêm túc nè. Số 1 là gì đây, chúng ta phải tập từ đầu. Số 1. Cả nhà nhắc two, three, four, five, six, seven, and eight, nine,
11, 12, 13, 14, and 15, and 16, 17, 18, 19, 20. Rồi, ba mươi là gì? Ba mươi là gì? Ba mươi. Let's go. Ba mươi là gì cả nhà? 30, 30. 35 là gì? 35. 35 là con số gì đây? 35, 35, 35. 39 nè. 39 là gì cả nhà? 39, 39, 39, 39, 40, 40, 40, 47, 47, 47, 47, 48, 48 là gì? 48, 48, ok. 52, 52 là gì? 52, 52, đúng rồi. 56, 56 là gì? Nhớ không? 56 là gì? Yep. 56, 50, đúng rồi. 6, very good. 59 vô nè. 50, 50, 9, đúng rồi. 50, 9, 59 đúng không? 64 nè. 64 cả nhà. 64 là gì? 64, 64, 69. Hồi 60, 66 đi. 66 là gì? 66, 66, 75, 75. Nhớ 75 là gì không? 75, 75. 81 nè cả nhà. 81 là gì nè? 81 là gì nè? 81, 81, 88, số đẹp nè cả nhà. 88 là gì? 88, 88, ok. Rồi, có nhạc vô tự nhiên cái sao thấy mọi người kiểu nhớ bài ngang vậy ta? Mà mới có hàng chục thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi lên hàng trăm nha. Hàng trăm nè. 100, vô. 100, nhớ không cả nhà? 100, 200 nè. 200, 200, 200, 250, vô. 250, 250, 288, vô thử nè. 282, vô. 332 thử nha. 332. 332. Ok. 332. Ok. 467. Vô. 467 nè. 467. Good job. 467. 467 rồi, bây giờ tới 528 nè. 528 nè, vô thử nè. 528 là gì? 528. Rồi bây giờ mình chơi trò ngược lại nha, mình chơi trò ngược lại. Cô Tiên sẽ nói tiếng Anh, còn cả nhà sẽ comment con số, ok không? Sẵn sàng chưa? Cô Tiên sẽ nói tiếng Anh và cả nhà comment bằng con số nha. Mình chơi từ 1 tới 1.000 trước thôi ha. Từ 1 tới 1.000 nha. Ready? Nếu mọi người sẵn sàng rồi, nói ready nè. Are you ready everyone? Please comment below. I'm ready. I'm ready. Are you ready? I'm ready. Ok, let's see, what number, số nào đây ta? 948, let's see, 948 là số mấy? Trời ơi, giỏi quá, everybody so good. Ok, one more time, 256, 256, yeah.
256 là bao nhiêu? 256, very good, hey baby. 256 đúng rồi. 256. 256. Sorry, 256. Okay. One more time. Con số nào đây ta? Let me think. 364. Đúng rồi. 364. 364. Đúng rồi. 728. 728. Là số mấy? 728. 28 chứ không phải là 48. 728. Xuất sắc luôn cả nhà ơi. Ok, one more time. 124. Okay, 124. 124, số mấy? 1, 2, 4, xuất sắc luôn. Các bạn trên top top quá nhanh quá nguy hiểm. Okay, one more time. Okay, 571. Oh, sorry. 551. Very good. 551. Thấy không? Nếu khi con nói nhanh mà con thì còn nói bị sai đó. 50 mình sẽ đọc 50 chứ không phải là 50 ha, 50. 551. Ok, bây giờ nha. Mình sẽ chơi tới hàng ngàn. Hàng ngàn, ví dụ như bây giờ mình đi mua đồ ăn á, bây giờ nó đâu có bán trăm nữa, đúng không? Nó bán 20, 30, 40, 50, 60. Rồi bây giờ mình sẽ cái hàng nó dài hơn thì sẽ mở. Ở nhà chỉ nghe chữ thousand á thì mình thêm 3 số 0 vô là được ha. Chuẩn bị. Ra mình hỏi giá nè. How much is it? Cái này bao nhiêu vậy cô? How much is it? Cô trả lời là it's 465,000 dong. 465.000, đúng rồi, very good. 465 là 465,000 dong. Okay. Rồi, cái nhà lặp lại theo cô tiên cái câu hỏi giá nha, cả chị mới hỏi giá không? How much is it? How much is it? How much is it? Cái này bao nhiêu vậy? Vô nè. It's 950,000 dong. 950,000 dong là bao nhiêu? 950,000 dong. 950,000, đúng rồi. Very good, everyone. How much is it? 465,000 dong. Yeah, 465,000 dong. Okay, 325,000 dong là bao nhiêu? 325,000 dong là 325,000. Đúng rồi. Cái áo này bao nhiêu? How much is this shirt? How much is this shirt? It's 250,000 dong. It's 250,000 dong là bao nhiêu? 250,000, đúng rồi, 250,000. 600,500 đồng một trinh nè cả nhà. 150,000 dong. Yeah. 150,000 dong là bao nhiêu? 150,000. Đúng rồi, quá xuất sắc luôn. Chúc mừng vỗ tay cho cả lớp của chúng ta. Mọi người quá giỏi, quá xuất sắc. Ok, muốn chơi nữa không? Muốn chơi tới hàng triệu không? Tới hàng triệu không? Nãy giờ là mình tới mấy trăm nghìn rồi đúng không? Bây giờ mình chơi hàng triệu nữa nha. Chơi hàng triệu nha. Chưa? Triệu nha. Million. Million. Hàng triệu rồi. Vô nè. Cái bàn này bao nhiêu tiền? How much is this table? How much is this table? It's 2,500,000 dong. It's 2,500,000.
Thảo xin tròn là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Cái bàn này bao nhiêu tiền? 2,5 triệu. 2,5 triệu nha cả nhà ha. 2,5 triệu đúng rồi. How much is this mic? Cái stand này bao nhiêu tiền? How much is this bike? It's 35 million. 35 million là bao nhiêu tiền? Cả nhà, chiếc xe này bao nhiêu tiền nhỉ? Chiếc xe này bao nhiêu tiền? 35 million. 35 triệu. Đúng rồi, số chẵn quá ta, bây giờ sửa số lẻ chứ nè. Số lẻ nè. Okay, how much is this okay, how much is this TV? Yeah. It's 12,525,000 dollars. It's 12,525,000 dollars. It's five Đúng rồi, 12,525,000. Cô tìm từ khó quá. 12 triệu là 12 million. 500 là 500 nghìn. 25,000 là 25 nghìn. Tổng cộng là 12,500. 25 nghìn. Đó, nó không? Giá nó lộn xộn vậy đó. Nó đâu phải lúc nào nó cũng tròn đâu. Đôi khi nó lẻ lẻ vậy đó. Rồi, bây giờ mình vô mình hỏi cái tủ lạnh nè. Cái tủ lạnh bao nhiêu ha? How much is this fridge? Tủ lạnh là fridge đúng không? How much is this fridge? Is 34,625,000. 34,625,000 là bao nhiêu tiền? Vô 34,625,000. Xuất sắc quá baby boomer. 34,650,000. 34,625,000 dollars. Ok, trời ơi, lớp giỏi quá. Tiếp thử nha. Bây giờ nhiều tiền hơn xíu nha. Cái chiếc xe đó bao nhiêu tiền? How much is that car? How much is that car? Cái xe ô tô đó bao nhiêu? It's 865. No, no, sorry. It's 865 million. It's 865,500,000 dollars. Sẽ đợi lại nha. It's 865,500,000 dollars. Là bao nhiêu? It's 865,865,500,000 dollars. Cô thì chơi khó quá. Thôi cái số lẻ lẻ chúng ta mình bỏ ha. Ok, 865,500,000 dollars. Ok, very good. Cả nhà xuất sắc quá. Thêm một cái nữa đi. How much is that car? Cái xe ô tô đó thì bao nhiêu? Xe ô tô đó 967 nghìn. Nói tiếng Anh sao? 967 nghìn. À sorry, 967 triệu. 967 triệu. 900 là gì? 900. 67 là gì? 67 million. Đúng rồi. Chị giống ái hậu Hà Thu quá. Nhiều người nói dễ luôn lắm luôn á. Mấy bạn ở trên top top hay comment vậy? Chắc là chị em cùng cha khác ông nội á. Một người ở Huế, người ở Quảng Ngãi. Nhưng mà người ta là hoa hậu. Mình không phải hoa hậu, mình chỉ là cô tiên thôi. Rồi, thank you cả nhà đã tham gia cái game rất là tích cực luôn. Mọi người luyện từ 1 tới 10 nhưng mà sau đó là lên tới hàng tỷ luôn. Nhớ được số lẻ luôn ha. Tự nhiên học với nhạc về cái tự nhiên cái hiểu ngang không cả nhà. Tự nhiên cái nhớ số liền đúng không? Đầu nhảy số tạt 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 luôn. Rồi, ít bữa mà mình đi du lịch nước ngoài mình xem giá hoặc là mình hỏi giá người ta, họ nói số thì mình nhảy số bập 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 liền nha cả nhà. Ok. Các bạn nào mà hôm nay share livestream thì sẽ được nhận voucher. Được chưa? Voucher
100k, các bạn ở khu mình trong này sẽ được nhận voucher 100k cho những cái khóa học 3 tháng sau Tết. Thì mọi người có thể chụp màn hình cái buổi livestream lại với các khu mình của mình, sau đó nhắn tin cho fanpage Stinker Academy thì các bạn sẽ được nhận voucher nha. Bây giờ cô Tiên sẽ chơi quay số và sẽ quay chắc là sẽ quay năm năm giải 200k cho các bạn trên phờ bờ, năm giải 200k cho các bạn trên IT và năm năm giải 200k cho các bạn trên top top ha. Rồi, hôm nay các bạn sẽ thấy được số ở trên này luôn. Rồi. Ok, mình sẽ chia theo đợt nha. Mình sẽ chia theo đợt nha. Chúng ta sẽ cho các bạn ở trên phờ bờ quay trước ha. Cả nhà, sẵn sàng chưa? Các bạn trên phờ bờ lượt đầu tiên. Cô Tiên sẽ mở nhạc. Ok. Các bạn trên phờ bờ, chúng ta khung mình từ số 1 tới 100. 1 tới 100 kèm theo tên của các bạn nha. Ví dụ, Tiên 200, sorry, 25. Từ 1 tới 100 thôi mà. 1 tới 100. Mình vừa không mình vừa đọc cái tiếng cái số đó lên mà tiếng Anh thử ha. Ví dụ trọng trọng 49 là 49. 49. Phùng Thùy 1. Linh 98. Lê Lan là 88. Minh Tú là 99. Ok. Let's see. Số nào đây con, số nào đây? 1 to 100. 29, bạn nào có số 29 nè? 29, để cô Tiên xem tên này có ai số 29 không? Không có ai 29 hết. Rồi, các bạn đợi lượt thứ hai nha. Bây giờ cô Tiên sẽ ấn chữ Start và chúng ta sẽ quay lại số nè. Sau cái chữ Start của cô Tiên sẽ được tính nha. Yeah. 76, 76, 76, 76, 76, không có ai 76 hết, có 79 thôi nè, 79, 79 rồi, ok, chặn cho bạn Nam Hồ Nam 79 nha, bạn ơi, chụp màn hình cái khung mình lại nha, bạn chụp màn hình lại ha. Bạn chụp màn hình lại xong rồi nhắn cho fanpage Academy để được nhận voucher 200k nha. Ok, bây giờ cô Tiên sẽ qua các bạn bên Ferber nha. Các bạn bên Ferber ơi, mình sẽ nhắn từ 100 tới 200 nha. Các bạn trên Ferber nhắn từ 100 tới 200 nha. Rồi, từ từ, cô Tiên phải ấn chữ bắt đầu đã. Ok, start. Cả nhà ơi, sau chữ start mới được tính nè. Cả nhà comment chưa? Số và tên. Number and your name. Number and your name, I see. Hằng 28 nè. 105. À, 28 không có tính nha, hằng từ 100 tới 200. Chip điệp đúng rồi, 135 nè. 135 đúng rồi. 10 giây nữa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Done, done, done. Xong cái chữ đơn của cô Tiên là không được tính nữa. Ok. Let's see. Số mấy đây? 175. 175. Ok. 175. Có ai 175 không? Không thấy ai 175 hết. Không thấy ai 175 hết. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại một lần nữa cho các bạn trên Ferber nha. Hãy mỗi con số là sẽ phù hợp với mỗi nền tảng, các bạn cứ đợi chút nha. Start. Rồi cô Tiên sẽ cho 10 giây nữa xong mình sẽ đóng nha. Sao có chữ đinh hồi nãy nè, Mộc Lan 118 ok nè. Mộc Lan ok nha. Rồi, bắt đầu từ Mộc Lan, sau đó là sẽ tính ngược lại ha cả nhà. Ok. 5 giây nữa. 5 4 3 2 1. Done. 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 Ok. Let's see. Con số gì đây? 166. 166.
Sexy không có ai 166 nhưng có Huỳnh Phúc Lộc Thọ 168 thôi cũng được. Tặng cho Thọ voucher 200k tại Tinder Academy nha. Thọ ơi, vui lòng chụp màn hình thông minh của bạn lại và nhắn tin. Huỳnh Phước Thọ 200k. Ok. Rồi, bây giờ qua IT nè, các bạn IT cũng có tiền đâu rồi. Các bạn IT từ 200 tới 300 nha. Từ 200 tới 300 nha các bạn trên YouTube ơi. Các bạn trên IT vui lòng comment tên và số nha. Number and your name. Number and your name. Mọi người store lại giùm cho cô Tiên nha. Các bạn trên IT ơi. Trên IT là sẽ đi tàu. Sau đó mình sẽ tới top top. Rồi tới Faber. Rồi tới lại IT nha. Rồi ok. Cô Tiên thấy các bạn comment số nhưng mà không có thấy ghi tên. Các bạn ơi nhấn share livestream nha để được nhận quà nha cả nhà. Bạn nào share livestream thì cũng được nhận voucher 100k hết luôn á. Còn bạn nào may mắn nhận được số may mắn thì sẽ được 200k. Rồi có tiếng thấy Duyên Hương 246 nè, Bảo 250 nè, Phương 219 nè, Châu 269 nè. Mỗi bạn một số thôi nha, đừng comment nhiều số là không có hợp lệ nha cả nhà. Mỗi bạn một số thôi. Rồi, 10 giây nữa sẽ đóng cho các bạn trên IT nha. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đóng rồi, ok. Chị Annie Nguyễn ơi, mình muốn đăng ký lớp foundation thì vui lòng nhắn tin cho fanpage Tinker Academy nha. Cô Tiên sẽ để cái đường link vào trong cái phần tin nhắn á. Mình chỉ cần nhấn vào đó là sẽ có các bạn admin sẽ hỗ trợ cho mình ha. Ở trên cái phần bio của cô Tiên á cả nhà cũng có cái đường link để đăng ký á, nên cả nhà có thể vào đó nha. Rồi bây giờ cô Tiên sẽ quay cho các bạn ở trên IT nè. 226 226 226 đây, cô Tiên thấy có ai 226 không ta? Không có ai hết. 246 duyên 226 không có, cô Tiên quay lại vừa. Ok. Ủa? 208 đi bà. 283. 283. 283. Có ai không? Có ai 283 không? Không thấy. 283. Một khóa bao nhiêu tiền? Khóa Foundation đang giảm còn 4.999 nha em. Em có thể nhắn tin cho fanpage Tinker Academy ha. Lớp đó thì ít người hơn là lớp seminar. Rồi. 283. Còn không có ai hết ta. Không có ai sát sát con số đó luôn á. Rồi. Một lần cuối nè. 241. 241. 241. Không có ai hết. Thôi mình sẽ tặng cho bạn Duyên Lương 246 nha. Duyên Lương ơi, bạn chụp màn hình lại cái comment của mình Duyên 246 để nhận voucher 200k từ cô Tiên nha. Sau đó inbox cho fanpage Tinker Academy ha. Ok, thì chúng ta sẽ quay lại với các bạn ở trên top top mở Hà Nội. Số 300 tới 400 nha. 300 tới 400. From 300 to 400. 300 to 400. Tới lượt của bạn của cái nền tảng nào thì mọi người hãy chọn số nha. Rồi, cả nhà ơi. Từ 200 tới 300. Ủa, số 300 tới 400 cả nhà. 300 tới 400 mới được nha. 300 tới 400 nhỏ hơn không được nha. 300 tới 400. Tin nhắn của các bạn nhiều quá. Nó chạy lên, thấy không kịp luôn. 300 tới 400 của Tiên thấy rồi nè. Ok, tới từ bạn là Yến Nhi 373 nè. Yến Nhi 373. Thu Trang 567. Ôi trời nhiều thế. Ôi dồi. Rồi, 5 giây nữa. 5, 4, 3, 2, and 1. Done. Sao có chữ đinh của cô Tiên là không được tính nữa. Ok. Số mấy đây? 312. 312.
312. 312. Ui, 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 nhiều quá, kéo không thấy kịp. 312. Có ai 312 không? Toàn số lớn không nhỉ? Toàn số lớn không nhỉ? Không có ai 312 hết. Rồi, ok, bắt đầu lại nè. Bắt đầu lại sau chữ star của cô Tiên nha. Sau chữ star nha. Bắt đầu lại nha cả nhà. Tiên tính từ bạn perfume 340 nè. Ok, one more time. Các bạn không ai lại từ 300 tới 400. Đăng ký học ở đường link bio của cô Tiên nha cả nhà. Ấn vào cái trang của cô Tiên á, mọi người theo dõi cô Tiên xong rồi sẽ thấy cái đường link đăng ký á, mình ấn vào đó là sẽ thấy nha. Rồi, chuẩn bị. Cô Tiên đóng nè. Hai, done. Ok, 379. 379. 379. 379. Let me see. 369. Không thấy 379 ta. 379. Có bạn nào 379 không? Ơi da da da. 375. À, Phương Thảo 380. Ok, cô Tiên sẽ tặng cho bạn Phương Thảo 380. Là con số gần nhất sau khi cô Tiên đóng. Phương Thảo 380, vui lòng chụp màn hình lại. Chụp màn hình cái comment của bạn Phương Thảo lại nha. Phương Thảo 380 được voucher 200k. Ok, Phương Thảo ơi, chụp màn hình lại và nhắn tin cho fanpage Single Academy để được nhận voucher 200k nha. Tranh thủ nha. Ok, các bạn trên phần mềm của cô Tiên đâu rồi? Các bạn trên phần mềm bên từ cấp 400 lên 500. Từ 400 lên 500. Start. Rồi, sau cái comment start của cô Tiên là sẽ được tính nè. Sau cái comment start của cô Tiên nha. Rồi, các bạn ơi. Comment sau cái chữ start của cô Tiên nha. Từ 400 tới 500 nha cả nhà. 400 tới 500. 400 tới 500. Rồi, cô Tiên thấy Mai Thư 478 rồi nè, mọi người bắt đầu comment ha. Dũng Rau 488 rồi nè. Chị Thu Nguyễn ơi, tới 500 thôi, đừng tới 502 nha. Thanh Duyên ơi, cô Tiên đi theo từng nền tảng á, nên là khi nào cô Tiên tới phở bờ á, là Facebook á, thì mới comment nha, mới được tính nha. Bởi vì mỗi lần cô Tiên chỉ được nhìn vô một cái máy để nhìn thôi. Ok, các bạn đã comment rồi nè. Bạn bạn Liên 475 nè, Quang 432, bạn Thanh 465, bạn Thu 491, bạn Thanh Hoài 475. Mỗi bạn chỉ có mình một số thôi nha. Các bạn có mình nhiều số là sẽ không được nha. 10 giây nữa nè cả nhà. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Done. Sau chữ đinh của cô Tiên là không được tính nữa. 480. 480. 480, 480 để cô Tiên coi. 480. Có ai 480 không? Có bạn Mai Thư 478 là gần nhất thôi. 478. 478. 478. Rồi, mời bạn. Rồi, ủa. Tôi mới thấy. Rồi, Mai Thư. Mai Thư 478 được voucher 200k. Vui lòng chụp màn hình lại để nhắn tin cho fanpage Stinker Academy và nhận voucher 200k luôn nha Mai Thư ơi. Ok, last round. Lần quay cuối cùng cho các bạn ở trên IT. Các bạn trên IT ơi. Từ 500 tới 600. Vô. Từ 500 tới 600 các bạn trên YouTube nè. Vui lòng comment cho cô Tiên ha. Tên và số từ 500 tới 600. From 500 to 600. From 500 to 600. Your name and the number. Your name and your lucky number. Vô. Các bạn trên
tê nha cả nhà, từ 500 tới 600. Start. Rồi, bắt đầu từ bạn Đặng Linh. 578. 578. 538. 538. 587. 587. Rồi. Cho 10 giây nữa nè. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Done. Cô Tiên sẽ đóng nha. Close. Ok, thôi cho 2 giây nữa, mọi người đang comment ở trên YouTube hơi chậm. Ok, let's see. Các bạn trên top top và các bạn trên trên phần còn một lượt nữa nha. Chờ xuống nha. Done. Ok, let's see. Năm trăm chín mươi tám có ai 598 không ta? 598 không, 98 không có. Rồi một lần nữa, một lần nữa nha cả nhà, cô tiên quay lại một lần nữa nè, cho 10 giây nữa nha. 10 5 à, cười. Cho 10 giây nữa để cô tiên quay lại cho các bạn trên phờ bờ nè cả nhà ơi. Rồi từ 500 đến 600 nha, 600 mấy không có tính nha Tài Lê ơi. Rồi bắt đầu từ bạn 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 Ken 555 ha. Rồi lại một lần nữa, không phải số 598 mà một con số khác. Bạn Thanh Tuyền không mình cái con số đó lúc mà cô tiên đã bấm rồi nên không được tính nha. Rồi cả nhà ơi không mình nè, 589 được không? Không có sát với 598 lắm mà hơn, cách cách hơi xa. Rồi bị này có thể sẽ quay lại một con số mới, 5 giây thôi nha. 5 4 3 2 1. Hết giờ rồi. Done. Ok, let's see. Oh, 589 kìa. 500 89, 589, 589. Anh Sài Gòn 710. Lấy lại số 589 hả? Lấy số đó thì được nha. Rồi, chúc mừng anh Sài Gòn. Anh Sài Gòn 710. 710. Comment 589. Được 200k. Vui lòng chụp lại màn hình và nhắn tin cho fanpage Stinker Academy nha. Ok. Rồi bởi vì những comment mình mà sau có chữ đinh của cô Tiên á thì lại không được nha cả nhà. Rồi, các bạn trên top top đâu rồi? Các bạn ơi, từ 600 tới 700 nè, from 600 to 700. Từ 600 tới 700. Cả nhà của mình tên của mình cộng với con số may mắn từ 600 tới 700 nha. 600 to 700. 600 to 700. 600 to 700. Let me see. 10 more seconds. 10 giây nữa là cô tiên đóng là 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. Let me see. Ok. Ôi nhiều comment quá, ở trên top top nhiều comment thế nhỉ. Rồi, ok. Comment của cô Tiên đâu rồi? Sáu trăm hai mươi tám. 628. 628. 628. Bắt đầu cái bạn cuối cùng là bạn Thảo Luyện 624. 638. Bạn nào gần nhất ta? Rồi.
628 đúng không? 628. Tặng cho bạn Thảo Lùng nha. Bạn Thảo Lùng ơi, bạn Thảo Lùng được voucher 200k từ cô Tiên nha. Chụp màn hình lại để nhắn tin cho fanpage Single Academy nha. Bạn nào không có số may mắn thì vẫn được nhận voucher 100k ngày hôm nay khi các bạn share livestream và comment vào trong cái phần chơi nha. Nên các bạn có thể chụp màn hình lại và nhắn tin cho fanpage Single Academy để nhận được voucher 100k nha cả nhà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua các bạn ở Phở Bờ nha. Các bạn ở Phở Bờ ơi, các bạn ở Facebook ơi. Ừ, 700 700 tới 800 nha. 700 ui, 700 tới 800. Ok, từ 700 tới 800 nè. Start, bắt đầu. Bắt đầu từ bạn tích là 786 rồi, cả nhà comment trong vòng 10 giây nữa. Trong vòng 10 giây nữa cô Tiên sẽ tắt nha. Đây sẽ là cái vòng quay cuối cùng. Xong rồi chúng ta sẽ đi ngủ. Bởi vì hôm nay chúng ta học nhiều rồi quý vị ơi. Chúng ta học từ số 1 tới số 1 tỷ rồi. Bạn nào mà chưa kịp xem livestream thì xíu nữa nhớ xem lại nha. Lên trên IT của cô Tiên nè. Cô Tiên Tinker nè. Hoặc lên trên phở bò của cô Tiên nè. Huỳnh Vũ Thủy Tiên nè cả nhà. Check it out. Xem lại video của cô Tiên để mình học lại. Từ số 1 tới số 10 nè. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 rồi tới 90. 100, 200, 300 rồi tới 1.000 nè. 2.000, 3.000, 4.000 rồi tới 1 triệu nè. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu rồi tới 1 tỷ nè. Đó, trong vòng một buổi thôi mà học được từ số 1 tới 1 tỷ luôn. Ghê chưa? Done. Rồi các bạn trên ở bờ. Số may mắn 740. 740. 740. 740. Có ai 740 không ta? Let me see. 740 là cái gì cả nhà nhớ không? 740. 740. 740 không có ai hết. Rồi. Một lần nữa nha. One more time. Ok. Con số gì đây? 729. 729. 729. 729. Có ai 729 không vậy? Sao không thấy? Không thấy 729 luôn. Ok. Cô Tiên dễ thương quá, sống như vậy đáng sống. Em cảm ơn chị Kim Hồng. One more time. 10 giây nữa cô Tiên sẽ quay lại một con số khác. Ôn lại nè. 10 nè. 9 nè. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. And Done. Ok. 729. Bây giờ đổi thành 790. 790. 790. Mới thấy có 789 thôi, không thấy 790. Rồi. Ok. Mình sẽ tặng cho cả bạn Thanh Thanh và bạn Xuân Quang luôn. Mỗi bạn sẽ được voucher 200k từ cô Tiên nha. Xuân Quang. Rồi. Hồi nãy không thấy bạn Phương Đinh. Rồi, ok. Tặng cho bạn Phương Đinh voucher 200k nữa nha. Trời ơi, mấy bạn ở trên phờ bờ được được cưng hết sức luôn á. Chụp màn hình lại và nhắn tin cho fanpage nha cả nhà. Phương Đinh. Phương Đinh 200k nè. Nhớ chụp màn hình lại gửi cho fanpage nè. Phương Đinh Xuân Quang. Phương Đinh Xuân Quang rồi. Phải cô Tiên nói ai nữa ta? Bạn Xuân Quang với lại đúng rồi, bạn Xuân Quang. Trần Thị Quế. Trần Thị Quế. Trần Thị Quế và Thanh Thanh. Rồi các bạn ơi, nhắn tin cho fanpage Single Academy để được nhận voucher nha.
Chúc mừng mọi người hôm nay đã tham gia mini game của Vũ và nhận được voucher 200k. Còn lại các bạn nào đang xem livestream và share livestream và comment ở trong livestream thì cũng sẽ được voucher bao nhiêu ạ? 100,000 đồng, 100k. Rồi, cả nhà ơi nhớ chụp màn hình lại và nhắn tin cho fanpage Tinker Academy để được nhận voucher cho khóa học 3 tháng sắp tới nha. Bạn nào mà muốn học lại nền tảng thì có thể tham gia lớp Foundation sẽ được khai giảng vào ngày 15, đúng không nào? Là ở lần ủa, là ngày mai hả ta? Ủa đúng rồi. Ủa, đúng ta, 15 hay 16 ta? Lâu lâu cái tự nhiên mình cảm thấy mình bị rớt não á quý vị. Chờ một tí xíu. Foundation. Cái 24 đúng rồi, 7 giờ rưỡi tới 9 giờ tối. Sẽ khai giảng vào ngày mai và chỉ còn 4 slot thôi. À, và khóa học này giảm chỉ còn 4 triệu 900 thôi nên là mọi người tranh thủ có thể xài cái voucher ngày hôm nay để mà áp dụng vào cái khóa này luôn. Còn à, qua Tết thì cái học phí của khóa học này nó sẽ lên lại giá gốc. À, bạn nào mà tham gia lớp seminar thì chỉ có 599k thôi cho 4 buổi. Thì các bạn có thể tranh thủ đăng ký để có thể khai giảng vào ngày 20 tháng 1 này cùng cô Tiên nha. Sau khi chúng ta hoàn thành cái lớp seminar thì các bạn sẽ được nhận thêm voucher 500k cho các cái khóa học 3 tháng sau Tết. Thì ở trong cái lớp Foundation, trong cái lớp seminar thì chúng ta sẽ được học lại phát âm nè, và đánh vần lại từ vựng nè, xong rồi giới thiệu bản thân và sẽ cho các bạn có cái cảm xúc yêu lại tiếng Anh hơn nữa ha. Còn trong lớp Foundation thì chúng ta sẽ được chia nhóm nhỏ và sẽ được các bạn trợ giảng, sẽ chỉnh sửa lỗi cho mình. Chúng ta sẽ được học lại những cái ngữ pháp căn bản, cách đặt câu như thế nào cho nó chuẩn hơn, rồi sử dụng các cái thì, chia thì như thế nào. Thì cái khóa học này nó sẽ phù hợp với các anh chị đã đi làm rồi, hoặc là các bạn mà đang học nếu mà cấp 1 á, thì cỡ lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì đó. Còn nếu mà nhỏ quá thì phải có ba mẹ hỗ trợ các bé học. Còn nếu mà các bạn mà học viên trong lớp của cô Tiên lớp 3, lớp 4 cũng rất là dễ thương, rất là chịu học và không có giới hạn độ tuổi ha. Bởi vì khi chúng ta học tiếng Anh đó là cô Tiên tập trung vào vấn đề giao tiếp nhiều hơn, thì những cái mà ngữ pháp cô Tiên hướng dẫn á, cũng sẽ giúp cho các bạn ở trên trường cải thiện được điểm số. Có một số bạn là xem video của cô Tiên thôi nhưng mà vẫn comment và nói là cải thiện điểm số rất là nhiều, thì chúc mừng các bạn ha. Mặc dù cô Tiên là không có thích dạy theo cái kiểu quá truyền thống đâu, cô Tiên thích dạy theo kiểu để giao tiếp nhiều hơn á cả nhà. Nên là mặc dù như vậy nhưng mà cũng mọi người cũng ứng dụng được trong đời sống vậy là ok rồi. Còn trong lớp học của cô Tiên á sẽ quan trọng về vấn đề các bạn có thể giới thiệu bản thân được như thế nào, các bạn đi du lịch có thể hỏi đường hỏi giá đúng không, rồi có thể hỏi thăm sức khỏe, nói về thời tiết, nói về miêu tả vật, miêu tả người, đi khám bệnh, nói chung là những cái mà chúng ta ứng dụng được trong đời sống hàng ngày luôn. Thì Tinker Academy sẽ focus vào đó nhiều hơn. Cô Tiên dạy ở Bình Thạnh nhưng mà hiện tại thì cô Tiên chưa mở lớp offline thêm mà chủ yếu là mở lớp online, nên là cả nhà đến từ đâu, đang sinh sống ở đâu cũng có thể tham gia được. Học viên của cô Tiên đang ở bên Mỹ cũng khá là nhiều á. Có cái lớp buổi sáng là toàn các anh chị bên Mỹ thôi. Kiểu nhớ quê hương quá. Tụ họp lại học với nhau và mọi người cũng tự tin hơn để sử dụng tiếng Anh rất là nhiều. Thì trong lớp đó cũng có bạn 9 tuổi, rồi cũng có bạn tới 60 tuổi nhưng mà học chung một lớp với nhau luôn, rất là vui, rất là hòa đồng, và mọi người kiểu truyền động lực và cảm hứng cho nhau để học cùng nhau á. Nên là mọi người có thể thử trải nghiệm lớp học là Tinker Academy ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay và cô Tiên chúc cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ. Còn bạn nào đang xem livestream vào buổi sáng thì chúc cho cả nhà một ngày làm việc thật là tốt lành. Have a good day and good night everyone. See you. Bye bye mọi người.